Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vi lòng. Để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiễn một người nữ khách qua sông. Người ơi sao mà xấu lòng, câu thương, câu đời, câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò nghĩ rằng cho anh nhiều mơ ước hơn. Nay anh trở về bên vòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò ví rằng anh thương, anh thương trọn đời. Ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vi lòng. Để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiễn một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương, câu đời, câu chờ. Nay anh trở về bên vòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò ví rằng cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò ví rằng anh thương, anh thương trọn đời. Cây hương muối mặn đừng quên người ơi.
đầu thì sư cũng không thích cái bài, nói chung là cũng không biết cái bài này, cũng không thích mà cũng không để ý đâu. Để về sau cũng có người bảo thầy ơi thầy hát thử cái bài, thầy hát cái bài câu đợi câu chờ, cũng như là cái bài tình em xứ Quảng ngày xưa, thầy ơi thầy hát cái bài tình em xứ Quảng đi. Cái bài của Ngô Quốc Linh hay lắm, thì bảo thế thì thầy cũng sư cũng mở sư hát, sư nhìn sư hát dần dần thì nó cũng ngấm vào, cũng như là cái bài Hai Quê, bây giờ lại đến cái bài câu đợi câu chờ. Cái bài câu đợi câu chờ này thì thực ra là nó cũng không ấn tượng nhiều, nhưng mà sư thích nhất là cái câu cuối cùng, thì chỉ thích cái câu cuối cùng thôi, cay gừng muối mặn. Đấy, cay gừng muối mặn đừng quên người ơi, cái câu nó về cuối cùng ấy thì nó rất là ý nghĩa, có nghĩa là khi là mình đã từng trải cái vận hạn, mình đừng trải cái vận từng trải cái vận hạn rồi thì mình có cái câu đó, cay gừng muối mặn đừng quên người ơi. Đấy, thì tức là cái câu đấy nó ngấm vào mình, cũng như là mình rất là thích. Đấy, nó có một cái gì đấy mà nó dạt dào, cũng như là nói chung là nói về cái thích thì nó không ai tưởng tượng nổi. Sư chia sẻ cho tất cả mọi người là nó nhiều, rất là nhiều cái ý nghĩa. Đấy, ví dụ như là ngày xưa ấy, sư chia sẻ cho mọi người là cái mì tôm thì làm gì là sư biết ăn, đúng không? Cái mì tôm sư không biết ăn, rồi là cứ một tồn ấy là cái môi, rồi là cái lưỡi nó nở ra, nó lở lúng túng ở trong miệng ra, phải người này cung cấp bột sắn, người kia nấu chè đỗ đen cho ăn. Nhưng mà từ khi là mình từng trải được, sư chia sẻ cho tất cả mọi người là cái mì tôm ấy mình chỉ có dội nước lã không, dội nước lã và cho nó trương lên. Đấy, dội nước lã và cho nó trương lên mà nó không có nước sôi. Đấy, mà nó cũng không có mì tôm. Mì tôm là nó là nó phải là 10.000 một gói mọi người, 10.000 một gói mì tôm. Đấy, thì từ khi nó không có nước sôi mà mình chỉ có nước lã, mình cứ ngâm trương lên ăn, mình ăn được cũng đã thấy ngon rồi. Thì đến khi mà sư hết cái vận hạn, sư về thì sư cái gói mì tôm thì sư được pha nước nóng này, rồi sư vắt cái chanh vào thì trời ơi nó ngon quá, nó ngon quá mọi người ơi. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là